Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Câu chuyện chăm sóc nuôi nấng bé Lavi vẫn là đề tài khiến bao nhiêu người phải bàn tán trên mạng xã hội. Đã gần 5 tháng từ khi Mai Phương qua đời nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về nước đón con gái. Giữa lúc tình hình rối ren, sự xuất hiện bất ngờ của Đan Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy ở Việt Nam khiến mọi người bất ngờ. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Trên trang cá nhân, Đan Kim viết tạm thời nghỉ dưỡng thai 14 ngày, sau 14 ngày là đẻ luôn đấy. Đây là giường ngủ cách ly Việt Nam, 14 ngày không biết có vượt qua nổi 14 ngày không. Cộng đồng mạng mới đầu vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ Đan Kim đã mang thai, thế nhưng đọc kỹ mới biết thì ra cô nàng đang trong thời gian cách ly sau khi về Việt Nam. Nhiều người đặt ra câu hỏi không biết nữ ca sĩ về nước để làm gì, liệu có phải là cô nàng thực hiện lời hứa trước đây là sẽ về thăm con gái Mai Phương khi có thể hay không? Trước đó, Đan Kim từng khẳng định bản thân rất quý mến bé Lavi, sẵn sàng giúp đỡ cô bé dù là ở cương vị nào. Đan Kim là nữ ca sĩ hải ngoại khá quen thuộc với khán giả. Cô nàng từng vướng tin đồn hẹn hò với Phùng Ngọc Huy sau những bức ảnh thân mật bên nhau. Cặp đôi cũng nhiều lần bị bắt gặp tình tứ trả lời bình luận rất tình cảm trên mạng xã hội. Thời điểm Mai Phương qua đời, Đan Kim cũng bị ném đá rất nhiều. Sau khi vụ việc liên quan đến bố mẹ của nữ ca sĩ bị khui ra, nữ ca sĩ mới đỡ bị công kích. Không chỉ vậy, cô nàng còn hay cập nhật tình trạng của Phùng Ngọc Huy nên được nhiều người chú ý. Thế nhưng bản đi một thời gian, Đan Kim không lên tiếng cũng chẳng mấy khi nhắc đến Phùng Ngọc Huy nữa. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng bài buồn bã thất tình. Nữ ca sĩ không ít lần thừa nhận bản thân đang độc thân, không có ý định kết hôn. Dù không khẳng định hay lên tiếng rõ ràng, song nhiều người vẫn cảm thấy có chuyện không ổn giữa mối quan hệ của Đan Kim và Phùng Ngọc Huy. Trong một bài đăng, Đan Kim chia sẻ, mỗi cuộc tình có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được tất cả. Để chia tay, tất cả là quá khứ. Tôi cũng không hận thù ghét người mình đã từng yêu. Tôi chỉ nghĩ tất cả chưa đủ duyên. Cuộc tình nào chia tay nếu có khóc cũng khóc một lần thôi, không thể khóc thêm một lần nữa. Cho nên những gì đã qua tất cả là quá khứ và quá khứ thì sẽ không bao giờ trở lại. Bắt đầu sự nghiệp với nghệ danh Phương Uyển, Đan Kim có được những thành công đầu tiên với giải tư tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2001. Thời gian này cô có được hai hit là Tình Đầu và Trái Tim Mong Manh. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong những chương trình âm nhạc lớn như Sắc Màu Âm Nhạc, Quà Tặng Âm Nhạc, Giai Điệu Tình Yêu, Nhịp Cầu Âm Nhạc. Từ năm 2007, cô đã sang Mỹ định cư và tạm dừng hoạt động âm nhạc. Năm 2012, Đan Kim tham gia cuộc thi V-Star của một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại. Cô là một trong ba thí sinh có điểm số cao nhất và là thí sinh nữ duy nhất trong top 3 của cuộc thi, bên cạnh Thiên Tôn và Anh Tú. Những năm trở lại đây, Đan Kim trở thành một trong những cái tên ăn khách ở thị trường hải ngoại. Cô liên tục được mời đi show khắp nơi và ở đâu cũng được khán giả đón nhận ủng hộ. Và sắp tới cô sẽ trở lại với thị trường và khán giả tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.